Bộ phim Công chúa pháp thuật phần 5 Tập 1 Vết dầu loang trên biển. Xin chào Gardenia. Chào bóng bóng đi Aisha ơi. Hết biến hình. Chúng ta là Wings. Mọi người ơi, ghi hình nào. Mình đến đây. Thật tuyệt. Đẹp lắm đó Aisha. Flora, bạn trổ tài đi chứ. Được rồi. Đẹp quá à. Đẹp quá đi mọi người. Đẹp thật. Muza, trổi nhạc lên đi. Làn sóng nhạc. Nói với bà, nói với mẹ, hãy nói với tất cả mọi người. Nhóm Queen sẽ diễn tại bãi biển này vào tối ngày mai nha. Lên sóng. Ngọn lửa trồng thiên. Màn trình diễn thật tuyệt vời. Mà chắc chắn là toàn Gardenia đều phát sóng màn trình diễn đó. Của em đây này Kiko. Nước ép cà rốt nè. Cảm ơn Rosie đã tổ chức buổi biểu diễn tại đây. Mình muốn làm một việc thật ý nghĩa vào cái ngày cuối cùng này mà. Cái gì cuối cùng à? Mình được mời đến học tại Alphia. Vậy thì hay quá rồi Rosie à. Tất cả là nhờ công của bạn đó Lâm mà. Bạn đã luôn ở bên cạnh mình như là một người chị. Em đã đi một chặng đường dài. Em không thể làm được như vậy nếu không có chị. Chị nghĩ em làm được. Chị vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ em. Em chỉ ước mình làm được điều gì đó cho chị Daphne. Em gái yêu quý. Ô Daphne ơi. Plum, bạn không sao chứ? Không sao. Mình đi hóng gió đi. Cái gì vậy? Hình như có cái gì ngoài kia. Nhìn nè. Nó đang ở mức đỏ. Để dần qua không nổi đâu sếp ơi. Nhưng phải làm cho xong. Nếu tiếp tục như vậy sẽ gây tràn dầu. Anh không cần phải lo nhiều thứ, cứ lo làm việc đi. Nếu không tôi sẽ tìm người khác. Không tìm thấy chỗ bị rò rỉ. Bạn biết không, ngoài đó có hàng ngàn giàn khoan đang hoạt động trên biển mà. Ừ, thì ít ra chúng ta có thể kiểm soát được cái này mà. Cậu sao vậy Sky? Mà cái gì trong hộp vậy? Là mặt dây chuyền của vương quốc Iraklian. Bảo vật của hoàng tộc sao? Đúng, nhưng còn hơn vậy nữa. Khi người cai trị Iraklian trao mặt dây chuyền này cho tình yêu đích thực của mình, sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi. Mình sẽ tặng nó cho Plum. Mình sợ mất nó lắm. Trong show diễn đó, bạn đẹp lắm Aisha. Oh yeah. Đúng đó. Xin chào, tụi anh tới rồi đây. Chào anh Sky. Tụi em đang nghĩ đến mấy anh đó. Anh coi show diễn chưa? Anh mới cắt tóc đó hả? Phải. Anh dẫn đến tiệm cắt tóc hoàng gia để cắt đó chứ. Ý em là sao chứ? Kiểu tóc hình nón là mốt của năm nay mà. Mấy bạn này chọc anh thôi. Em thấy tóc của anh đẹp mà. Đẹp thật đó.
vô em nè. Hay quá Helia. Anh đã nhận được hình rồi. Thưa công chúa Stella, món này dành cho em. Tuyệt thật, cảm ơn anh Brandon. Nước ép cà rốt à? Nước ép cà rốt mà. Nước ép cà rốt. Xin lỗi em nha. Đúng là một kỳ nghỉ hè tuyệt vời, có phải vậy không? Ừ, xin lỗi em vì anh đã dành nhiều thời gian cho Iraklion. Không sao đâu, dù gì anh cũng là thái tử mà. Cha sẽ giúp anh quản lý hết mọi việc khi anh đến Red Fountain để tập luyện. Cho nên trong năm nay anh không còn là thái tử nữa. Nè, anh có muốn nói gì với em sao? Bloom. Em thấy anh muốn nói là... Bloom ơi, bạn nghĩ sao về điều này? Wow. Nó dành cho Bloom hả? Ừ. Anh nên... Chắc là anh nên đợi. Đúng vậy, tới khi nào chỉ còn hai người. Aisha đâu rồi? Ôi Nabu, em nhớ anh quá. Nè, Aisha kia kìa. Aisha, bạn sao vậy chứ? Hay lắm, mình đang đợi Trisa thông báo về lễ đăng quang thôi. Là hôm nay phải không? Ừ, hôm nay là một ngày quan trọng. Trisa sẽ kết nối trực tuyến, chúng ta sẽ được xem buổi lễ đó. Ồ, Trisa phải không? Mình nhớ ra rồi. Bác mình Vonetun, bác dâu hoàng hậu Liji và cặp sinh đôi là anh họ mình Nerus và Tratanus. Trời ơi, đẹp trai quá họ. Ôi, dễ thương quá. Người này nè, Nerus. Đúng đó, tính ảnh cũng dễ thương lắm. Còn Tratanus, đầu óc thì có hơi vấn đề. Hôm nay bác mình sẽ chọn một trong hai người làm người kế vị đó. Mấy em đang nói chuyện gì vậy? Timmy, họ không nói gì về cậu đâu, đừng có mơ. Các anh tới đây thật là đúng lúc đó. Chào Trisa. Chào Isa. Nè mọi người, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Em đến rồi đó hả? Chị thấy hồi hộp quá. Em cũng vậy rồi sao? Mọi người đều đông đủ rồi nè. Chào chào chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chào mọi người. Hân hạnh chào đón mọi người tới cung điện chúng tôi. Mọi thứ đã xong, chỉ đợi bắt đầu thôi. Vua Neptune chắc chắn sẽ chọn Nereus. Nereus tốt lắm, còn Tritanus thì không được vậy đâu. Tritanus thì không được như vậy à? Bọn họ sẽ phải hối hận. Vô cùng hối hận. Cha ơi, con không tìm thấy Tritanus đâu hết. Đành phải bắt đầu buổi lễ thôi, không đợi nữa. Nhưng mà cha, Nereus đến trễ là lỗi tại nó. Bây giờ phải bắt đầu lễ đăng quang thôi, không đợi anh con nữa. Hỡi các thần dân xứ Enros, những người bạn, người thân của ta, thời khắc chọn người kế vị ngôi vua đã tới rồi. Hỡi sức mạnh của đại dương Enros, hỡi sức mạnh của những con sóng và sức mạnh của những dòng hải lưu. Đây là phần hấp dẫn nhất. Chúc mừng Nereus. Con của ta, bước lên đây. Ta phong cho con Nereus làm thái tử và là vị vua kế tiếp của đại dương Andros. Là kẻ nào? Kẻ nào dám tấn công đức vua? Chạy đi! Chạy đi!
chân. Cầm chết Jesse. Jesse, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy chứ? Mọi người hãy bình tĩnh lại. Không. Lên đây. Người đâu, quân lính đâu, mau chặn hắn lại. Tôi phản bội. Tressa, đừng, lo cho anh con đi. Mọi người hãy tránh ra. Người không được làm hại con trai của ta. Con trai ông à? Tritanus. Chuyện gì vậy Tritanus? Tôi cũng là con của ông. Vậy mà ông chỉ muốn chọn nó thôi. Vì em con sẽ là vị vua tốt hơn con, Tritanus. Vậy thì tôi sẽ phá hoại tất cả. Đúng là ta không thể mong đợi gì ở con. Hãy tống nó vào trong ngục, nhốt nó ở nơi sâu thẳm nhất, để nó không thể nào trốn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa, hình như có sự cố gì đó xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chắc chắn vua Neptune cũng sẽ giải quyết thật ổn thỏa. Bật máy đi Trissa ơi. Đa, Plum. Có chuyện gì? Gì vậy? Chạy đi, sắp nổ rồi. Chạy đi, mau ra khỏi đây. Hãy bình tĩnh, trở về vị trí đi. Đóng lại mau lên, đóng lại đi. Nhanh lên các bạn. Nó phát ra từ ngoài kia. Là dầu, dầu tràn ra khắp đại dương. Đúng, ngay tại giàn khoan. Có rất nhiều đường ống bị bể. Dầu đã bắt đầu tràn ra khắp mặt biển. Giàn khoan đang bốc cháy đó. Được rồi, chúng ta sẽ ra cứu họ. Sẽ ngăn chặn không cho dầu tràn ra biển nữa. Claudia, bạn đi được không? Được, chúng ta phải ra đó ngay. Tụi anh sẽ hỗ trợ, đi. Lâm ơi, cho mình đi với. Rosie à, không cần đâu. Mình muốn bạn ở đây. Bạn hãy canh chừng mọi người trên bãi biển đi. Queen, believe it. Đúng, tiên nữ của ngọn lửa rồng. Aisa, tiên nữ của sóng biển. Vela, tiên nữ của ánh mặt trời. Musa, tiên nữ của âm nhạc. Vecna, tiên nữ của khoa học kỹ thuật. Laura, tiên nữ của thiên nhiên. Đó là giàn khoan. Khói bốc lên nhiều quá. Mình sẽ vào trong giáp chống lửa. Lửa cháy. Cứu! Mình thấy họ rồi. Tụi mình sẽ xử lý dầu tràn. Tụi mình sẽ đến với bạn Plum. Tụi anh sẽ hỗ trợ. Ừ, đi thôi. Đường ống kia. Phải ngăn lại, đừng cho dầu tràn ra biển. Đi thôi.
ngọn lửa chiên. Hãy cứu chúng tôi nè. Lửa cháy cao quá. Stella, mình cần bạn giúp đỡ. Hãy bình tĩnh, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Hả? Ai cần bảo vệ? Ôi trời, thằng cổ đang sập kìa, cổ đang sập kìa. Làm sóng siêu âm. Hãy để tôi ra khỏi đây. Nắm chặt lấy. Phép tắt lửa. Đi nào Jimmy, hãy cứu tôi đi. Cố lên nè, lên. Được rồi. Dầu tràn nhiều quá. Sốc công nghệ. Dầu đã được loại bỏ. Tuyệt quá Tích Na. Chạy lên uống lượng. Ôi không. Phép tắt lửa. Lâm nhìn kìa. Hãy cứu tôi. Tôi đây nè. Raven. Đừng lo. Hay lắm. Flora, mình dừng được chưa? Dầu vẫn còn, tiếp tục tràn ra biển kia. Giữ yên nha Flora, mình xử lý được. Hơi thở dưới nước. Hình như là hết người rồi. Chưa đâu. Kìa. Cái người quản lý. Nè, lên đây. Đừng bỏ tôi đi. Bây giờ thì dễ rồi. Không. Cảm ơn. Nhưng làm sao để cứu ông ta đây? Giờ chỉ trông cậy vào Aisha thôi. Cho nít kia. Phép biến hình. Sao? Đường ống dưới đất đang bị rò rỉ. Chúng ta phải chặn nó lại. Chúng ta phải xử lý dầu tràn và làm sạch nước. Tụi mình phải kết hợp với thuật thôi. Thanh lọc gió, tinh thể thể nước, xanh hóa, quy kết hợp. Làm rất tốt. Tất cả đã trở thành công nghệ xanh. Một bộ lọc nước tự nhiên được vận hành bằng năng lượng mặt trời và gió. Chưa kết thúc đâu các bạn. Dầu vẫn còn rò rỉ ở dưới nước. Chúng đang tràn khắp đại dương. Đúng vậy, nhưng chúng ta đã làm hết khả năng của mình rồi. Tất cả công nhân giàn khoan đã an toàn rồi mà. Hết quá, qua rồi.
Anh có sao không? Không sao. Được, đi. Này Kiko, vừa nghe tin ba mẹ đã đến đây ngay đấy. Tụi mình đã làm rất nhiều nhưng vẫn chưa thấy đủ. Mình đã làm mất nó rồi. Dầu bị tràn ra có thể làm ô nhiễm hàng trăm dặm xung quanh đó, nhưng phép thuật đã trở lại với trái đất rồi, và với cả đại dương nữa. Phép thuật đối đầu với ô nhiễm mà, quả là một vấn đề nan giải. Mike, anh có nghĩ là dầu sẽ tràn tới tận bãi biển của chúng ta không? Có thể lắm em. Mình có ý này rất hay. Hãy biến show diễn ngày mai thành hoạt động bảo vệ môi trường nha. Bảo vệ đại dương và bảo vệ biển Gardena nữa. Tuyệt lắm rồi. Rất hay. Nhốt hắn vào phòng bên cạnh mấy tên phù thủy gây rối đó. Tritanus đúng không? Chúng tôi có nghe kể về anh. Anh là người đã tìm cách cướp đoạt ngôi thái tử của em trai mình đúng không? Chúng tôi rất thích anh. Các người là ai? Nói sao đây? Trong tập sau, tại Andros, Tritanus đã hấp thụ chất độc từ vụ tràn dầu và trở thành một con quái vật kinh khủng. Cùng nhóm Trish, hắn tới trái đất để lấy thêm chất độc cho mình. Hắn ngày càng mạnh hơn nữa. Vậy liệu nhóm Queen có thể ngăn chặn được thế lực xấu xa này không?